Thưa quý vị và các bạn, bệnh viện tâm thần kinh mà trong đó có những người sống mê mê thực thực và đôi lúc rất dữ tợn. Có bước chân vào đây mới thấu hiểu hết nỗi vất vả, hiểm nguy và những hy sinh thầm lặng của đội ngũ y bác sĩ khi ngày đêm phải đối mặt với những người sống trong cõi riêng, ít ai hiểu được. Phóng sự nhân kỷ niệm 69 năm Ngày Thầy Thuốc Việt Nam 27 tháng 2. Ở khoa cai nghiện chất, nơi 100% bệnh nhân đều là nam giới, các bệnh nhân khi mới nhập viện đều có diễn biến phức tạp, mất kiểm soát nhưng đã sớm được ổn định trở lại nhờ sự điều trị và chăm sóc khéo léo, tận tâm của nữ bác sĩ trẻ Nguyễn Thị Huyền. Trong 6 năm công tác tại Bệnh viện Tâm Thần Kinh Hưng Yên, bác sĩ Huyền đã chứng kiến nhiều đồng nghiệp nộp đơn thôi việc vì không chịu được những khó khăn, áp lực của công việc. Tuy nhiên, với trái tim nhân ái, thương cảm với hoàn cảnh của những bệnh nhân đặc biệt này, chị đã phấn đấu rèn luyện, trau dồi chuyên môn y đức để mỗi ngày thêm thấu hiểu và điều trị chăm sóc bệnh nhân tốt hơn. Rượu nó làm nó mất cảm giác, mất tinh thần. Mới vào viện đâm ra là nói lên bác sĩ là có khi là bác sĩ tự ái, nhiều không bác sĩ không tự ái đi nào, biết quan tâm không nói nặng. Nhiều lúc nửa đêm 11 giờ đêm vẫn phải thức trực. Những bệnh nhân tâm thần thì thường là những bệnh nhân mà có những cái hoàn cảnh khó khăn, mình điều trị, mình giúp đỡ được những trường hợp như thế thì mình cảm thấy rất là tự hào, rất là những cái đấy là nguồn động lực mà mình có thể tiếp tục công tác tại bệnh viện và tiếp tục công tác trong ngành tâm thần. Các bệnh nhân ở khoa tâm thần nữ là những người bệnh chịu nhiều thiệt thòi về sự chăm sóc từ phía gia đình. Thấu hiểu điều này, các y bác sĩ trong khoa đã đóng vai trò như những người chị, người mẹ tận tâm chăm sóc, không chỉ lo việc sinh hoạt hàng ngày như ăn ngủ, vệ sinh cá nhân, theo dõi diễn biến bệnh, tạo nếp sinh hoạt đúng giờ. Các y bác sĩ còn chăm lo đời sống tinh thần của người bệnh, việc dành thời gian trò chuyện, lắng nghe bệnh nhân tâm sự, giúp những người mặc áo trắng gần gũi hơn với bệnh nhân, qua đó dễ dàng tiếp cận vỗ về mỗi khi người bệnh lên cơn. Bác sĩ chăm sóc cho từ bữa ăn đến giấc ngủ, rồi em không ăn được thì bác sĩ đút cơm cho em, rồi tóc tai em bù xù bác sĩ cắt tóc cho em ạ, quan tâm em ạ, giống như là mẹ của em ở nhà ấy ạ. Nằm ở Bạch Mai gần như một năm, bệnh viện trả về tưởng như là không cứu được nữa rồi, nhưng khi ở đây điều trị có một tháng tự rất rút cơn, bác sĩ chăm sóc bệnh nhân rất tuyệt vời, cũng giống như ngôi nhà thứ hai của mình ấy. Chúng tôi đi công tác ở đây thì nhiều khi nó cũng thiệt thòi hơn so với các ngành nghề khác, vì bởi vì sao, bởi vì đến đây là toàn những cùng với cả những bệnh nhân tâm thần, cũng ảnh hưởng một chút phần về tâm lý, nên là ngôi nhà tại nhà cũng được gia đình cũng rất là quan tâm, cũng rất là động viên, kết hợp cùng với đến công tác ở viện cũng được lãnh đạo bệnh viện cũng rất là quan tâm đến cán bộ anh em ở viện, đấy cũng là động lực để chúng tôi đã hoàn thành được nhiệm vụ. Bệnh viện Tâm Thần Kinh Hưng Yên với hơn 90 y bác sĩ trực tiếp điều trị, chăm sóc bệnh nhân là hơn 90 trái tim hết lòng yêu thương, chia sẻ với người bệnh. Sự yêu nghề trân trọng thế giới của những con người ao ước được tỉnh nhưng không thể tỉnh đã giúp các y bác sĩ ở đây luôn có sự nhẫn nại, vui vẻ, dỗ dành người bệnh và sống bình thường khi trở về thế giới đời thường.